Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Golden Boots. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau review Mizuno Morelia Club. Và theo như nhiều anh em bảo thì đây là mẫu giày Mizuno có thể phù hợp cho anh em chân thon. Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay thôi. Lúc mới đập hộp đôi giày này thì đây không phải là một đôi giày quá nhẹ và mềm. Cảm giác cái upper và cái đế nó hơi cứng một chút. Đồng thời là như anh em có thể thấy ở đây, đó chính là cái form ở phần giữa gang bàn chân này nó được khá là bo hẹp lại, đồng thời là cái mũi nó cũng nhọn hơn nữa. Thế nên tôi nghĩ đây có vẻ là một đôi giày chân bè như tôi sẽ cần mất thời gian để thuần đây. Và đồng thời là đôi giày này tôi cũng thấy là nó giống như những cái đôi Mizuno dưới 2 triệu khác. Nó có một cái bộ đế khá là cứng và upper nó không quá mềm mại. Nhưng mà trừ cái thằng Monacida Neo 2 Select IS nha, thằng đó thì nó làm mềm và đáng yêu ngay từ những lần đầu tiên sở vào luôn. Upper hoàn toàn được làm từ da tổng hợp, cấu trúc khá là đơn giản với những đợt khâu được làm giống với bản cao cấp hơn của nó là Morelia TF. Đầu mũi tuy nhìn như thế này nhưng cá nhân tôi đánh giá là nó sẽ không bị phồng cao đâu nha. Thân giày thì có logo Runbird màu trắng, tương phản khá đẹp so với màu xanh thẫm của toàn bộ đôi giày và kết hợp với một chút màu đỏ hồng khiến cho đôi giày thực sự bắt mắt. Nếu anh em chưa biết thì logo của Mizuno ở đây không chỉ có tác dụng làm bộ nhận diện thương hiệu, làm đẹp mà còn có tác dụng là giữ form giày nữa đấy anh em ạ. Bộ đế thì cũng khá là quen thuộc với những đôi Mizuno dưới 2 triệu, bền hơn đinh chữ L của các dòng cao cấp và độ bám sơn thì chắc chắn vẫn ok như thường lệ. Nếu anh em để ý thì có rất nhiều hãng Việt Nam bắt chước làm lại bộ đế này cho giày của họ và có thể nói bộ đế này và bộ đế của Nike Mercurial là được làm lại nhiều nhất. Từ ngày bắt đầu làm review cho tới bây giờ thì tôi nhớ đây là đôi Mizuno đầu tiên có cái lót này dính luôn xuống đế anh em ạ. Và cái lót này tôi sờ thì thấy nó cũng khá là mỏng thôi, nó cũng không phải dày dặn êm ái gì cả. Đồng thời là dưới cái lớp lót này là nó không có một cái bộ đệm giảm chấn nào hết mà nó đến cái bộ đế cứng này luôn. Vì vậy anh em nào mà thích chơi những đôi giày có đế cao, những đôi giày có bộ đệm, thích sự êm ái thì có lẽ đôi giày này không phải là một sự lựa chọn lý tưởng. Còn những anh em nào mà quen với đế thấp rồi, kiểu từ Bata chuyển sang mà thích những đôi giày nào mà như kiểu sát mặt đất thì đây chính là lựa chọn dành cho anh em. Lúc mới đập hộp mà nó cứng như thế này thì không dại gì mà xỏ vào sân mà chiến luôn, mà phải hơ nước sôi đã các bạn ạ. Và cho những ai chưa biết là hơ nước sôi như thế nào thì đó là việc mà chúng ta đun sôi một cái nồi nước cho hơi nước nó bốc lên. Xong sau đó là chúng ta hơ cái đôi giày của chúng ta lên cái hơi nước của cái nồi nước đang sôi đó. Và thời gian thì với tôi 1 phút trong một chiếc là lý tưởng. Chúng ta sẽ hơ đế này, hơ upper này, xong bắt đầu quay vòng vòng và bắt đầu uốn éo vặn vẹo các kiểu để cho đôi giày nó được mềm ra trên tổng thể nha. Tôi cũng không khuyến khích hơ lần hai, tôi cũng không khuyến khích là hơ lâu hơn. Chỉ cần làm một lần khi mà mới đập hộp thôi. Bởi vì lúc đó là cái keo nó còn tốt. Và nếu như mà hơ lâu hơn hay là hơ nhiều lần mà giày của anh em mà nó có bị hơi bong keo hay là làm sao đó thì lại bảo tôi xui dại. Nên là khi mà mới đập hộp, lúc đó cái keo nó còn mới, nó còn khỏe, ta chỉ cần hơ một lần đó thôi nha. Và với đôi này thì hơ xong tôi cũng thấy nó kiểu chưa mềm hẳn các bạn ạ. Nhưng mà thôi, mình phải tự mình đi thuần tiếp thôi, chứ không nên hơ tiếp. Để bản chân mình tự làm quen với nó. Và đôi này tôi đi chân đầu mọi thứ không được suôn sẻ. Upper chưa mềm, tuy không ảnh hưởng tới cảm giác bóng nhưng vẫn có một cái gì đó không tự nhiên. Còn bộ đế thì ok, nó có một cảm giác cứng nốt luôn, thế nên là khi chạy một lúc bị mỏi găng bàn chân anh em ạ. Một phần từ form giày mũi nhọn, cộng hưởng với độ cứng từ đế, thế nên là trận đầu tiên với tôi kiểu như là không nhìn ra được cái gì hay ho hết luôn ấy. Và mũi hẹp như thế này thì liệu chân bè đi vào có bị cọ sát ngón út không? Và thật bất ngờ là không anh em ạ. Đôi giày này là tôi đi size 40,5, tức là size 260 Japan nha anh em. Tức là đã rộng hơn một nửa size so với cả những đôi Morelia Neo hay là Monacida Neo 2 Select IS mà tôi hay đi. Vậy thì cảm giác cái đầu mũi của đôi này nếu mà tôi đi 40 thì sao, thì thực sự là nó cực kỳ khít lên đến đây. Và cảm giác đi lại nó cũng hơi bị khó chịu anh em ạ. Vậy nên tôi có mỗi cảm giác là những đôi Morelia, ví dụ như là Morelia TF hay là Morelia Club này, nó sẽ nhỏ hơn 1/4 size so với cả những đôi Morelia Neo anh em ạ. Và vì thế nên là nếu mà tôi đi 40 thì hơi bị kích, mà tôi đi 40,5 thì lại cảm giác đầu mũi nó hơi bị rộng một chút. Mà riêng với đôi Morelia TF là tôi phải đi tất giày thì mới tải nổi. Vậy nên là nó cũng hơi bị dở các bạn ạ. Chắc là những anh em chân thon thì sẽ đỡ bị kích hơn. Đến trận thứ hai thì mọi thứ vào guồng rồi. Upper này nó có một kiểu mềm rất là ưng tay, mềm mà chất da tổng hợp vẫn có một độ dày và đầm nhất định. Không dày hơn Monacida Neo 2 Select IS nhiều, nhưng mà vì chất ban đầu của nó cứng nên mà khi đã được thuần, cảm giác không những cả upper da mà cả bộ đế nó cũng có một độ đàn hồi cao. Từ đó dẫn đến một cảm giác bóng thật chân nhờ upper mềm mại, đủ độ khít và thoải mái ở trên chân. Về cảm giác chạy và di chuyển trong trận thì tôi thấy nó là bình thường, bởi vì nó không có đệm đế nên tôi thấy nó không có gì nổi bật cả. Còn anh em nào mà mê đế thấp thì phải nói đây là một cảm giác tốt. Đồng thời hãy lưu ý là ban đầu nó sẽ hơi cứng nha,
và cái lót này thì không êm lắm, thế nên là hãy dành thời gian với nó một chút. Phanh và chuyển hướng thì vẫn như thường lệ, vẫn cực kỳ tốt với bộ đế này. Và cá nhân tôi thấy là cả trận khi mà thi đấu với đôi giày này cũng không hề bị sứt gót và nhức gót nha anh em. Lệch lưỡi gà là tình trạng có xảy ra khi mà sử dụng đôi giày này nha. Và cá nhân tôi thấy là nó không lệch nhiều, thế nên là cảm giác bóng và trải nghiệm trên sân nó cũng không bị ảnh hưởng quá. Nhưng mà với anh em nào mà khó tính thì đây có lẽ là một vấn đề lớn và anh em có thể cân nhắc. Cổ giày thì cũng khít nên là chạy không bị cao su rơi vào trong đâu. Sút thì ok luôn đấy anh em ạ, nhưng anh em phải lưu ý là thiết giày cho chặt lại đã nha. Chất da cũng tạo ra một cảm giác zip và ma sát với bóng tốt, nhưng những cú cớ lòng phải gọi là thích chân anh em ạ, nhìn những cái đường bóng xoáy tít mà mê. Còn các cú chích mũi thì cá nhân tôi không đánh giá cao, vì mũi giày tôi thấy nó không bo cao, đồng thời là mũi nhọn. Và với cá nhân tôi thì việc đầu mũi nó tròn tròn một xíu và bo lên cao hơn sẽ giúp chích mũi ok và chuẩn hơn. Vậy tổng kết lại thì nếu anh em có tài chính trong khoảng tầm 1,6 triệu mà muốn mua giày Mizuno và thích những cái đôi giày nó không quá bè, nó form hơi thon một chút, thì Morelia Club chính là sự lựa chọn dành cho anh em. Còn với cá nhân tôi là một người chân bè và tôi thích những cái gì mềm mại hơn, thì nếu mà để được lựa chọn thì có lẽ là tôi vẫn chọn Monasira Neo 2 Select IS, mẫu giày quốc dân của chúng ta các bạn ạ. Đồng ý là bộ đế và upper của đôi giày này có thể là hơi bị cứng, nhưng mà sau khi mà thuần được rồi, có lẽ anh em chỉ cần khoảng 2-3 trận thôi là cảm giác nó sẽ vượt trội hơn so với cả Monasira Neo 2 Select IS. Bộ đế này vừa mềm và được tăng thêm rất nhiều sự đàn hồi. Đồng thời cái upper này, cái độ mềm của nó sẽ không hề bị nhũn và nó sẽ không bị giãn theo thời gian sử dụng. Và cảm giác sờ trên tay nó rất tím luôn anh em ạ. Nó rất là dày dặn và nó tạo ra một cái cảm giác kiểu sướng tay ấy các bạn. Và nếu như anh em muốn mua mẫu giày này hay là nhiều mẫu giày khác tới từ Mizuno, Nike, Adidas, Puma thì địa chỉ cần ghé đó là Hùng Sport. Đây là một cửa hàng bán giày bóng đá chính hãng vô cùng uy tín, giá cả phải chăng, mẫu mã đa dạng, đồng thời còn có chính sách đổi size và trả góp cho anh em nữa. Link Facebook Hùng Sport Nguyên Hùng, Hùng Sport Hà Đông tôi sẽ để ở dưới phần mô tả nha, anh em nhớ ghé xem. Và trên đây là tất cả những đánh giá của chúng tôi về Mizuno Morelia Club. Và nếu như anh em có sở hữu mẫu giày này và có những đánh giá khác tôi, làm ơn hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho những anh em vào sau có cái nhìn đa chiều hơn về đôi giày này nha. Và cuối cùng thì đừng quên thích và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video nào ra mắt trong tương lai. Và ngoài ra ở bên này, các bạn có thể thấy là một danh sách phát các video review giày bóng đá chính hãng tôi đã làm từ trước. Hãy kích vào đó để xem thêm nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.